Apple yêu cầu bẻ khóa iPhone, liên tục trong nhiều ngày gần đây, Apple gặp rắc rối với giới chức Mỹ, hết FBI đến tổng trưởng Lý Mỹ, rồi đến ông Trump yêu cầu Apple bẻ khóa iPhone. Sau khi từ chối FBI và tổng trưởng Lý Mỹ William Barr, chưa biết Apple sẽ xử trí ra sao với yêu cầu của ông Donald Trump. Ông Trump nghĩ rằng Apple phải mở khóa iPhone do tội phạm sử dụng và dĩ nhiên ông thường tuyên bố trên Twitter. Tuy nhiên, lần này tổng thống Mỹ dùng chính iPhone gọi điện cho Apple yêu cầu bẻ khóa iPhone, được biết ông trump đã có thời gian dài sử dụng iphone và thường dùng điện thoại apple viết thông điệp trên twitter